Dạ, Đinh Lan xin kính chào quý vị khán giả xem kênh. Hôm nay là thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2024. Bây giờ là 9 giờ 20 phút. Đinh Lan làm clip này với chủ đề là ai sẽ truy tố lại vụ án Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm. Hôm qua thì Đinh Lan có làm một cái video clip nói về cái việc rằng là sẽ nộp đơn tố cáo mở hàng cho công an thành phố Hồ Chí Minh về việc là có hai YouTuber là Huỳnh Giáp Ảnh và YouTuber Sơn Sàm TV đã có hành vi vu khống và làm nhục Đinh Lan trên mạng xã hội. Thì cũng là hôm qua thì thêm ba YouTuber nữa, đó là Phạm Hoàng Khang kênh Lang Thang Đường Phố, Chai Đồng Bằng phát lên trên kênh Chai Đồng Bằng và Hương Quảng Châu. Thì Đinh Lan mới lục lại tất cả những giấy tờ thì hiện tại Hương Quảng Châu có 48 phiếu chuyển tố cáo Hương Quảng Châu từ công an thành phố Hồ Chí Minh chuyển về cho công an quận Gò Vấp. Thì trong đó có cái nội dung như thế này. Trước tiên chủ đề là ai sẽ là truy tố lại vụ án Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm nhé. Là ngày 9 tháng 8 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh số 675 BC Viện Kiểm sát gạch ngang B2 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc thành phố Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 8 năm 2023 kính gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp, công an thành phố Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 8 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn ghi ngày 28 tháng 7 năm 2023 của bà Đinh Thị Lan, địa chỉ số 140/22 đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung bà Đinh Thị Lan đề nghị khởi tố thêm đối với bị can Nguyễn Phương Hằng và xác định thêm đồng phạm của bị can Hằng về tội vu khống và làm nhục người khác. Qua nghiên cứu nội dung đơn của bà Đinh Thị Lan, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chuyển đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật, thông báo kết quả cho Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biết, ký thay viện trưởng phó viện trưởng Nguyễn Nhật Nam. Thì Nguyễn Phương Hằng á, rất là khi đi ra tù thì tức tối rất là nhiều người, đi tới trại giam tức tối trại giam. Nhưng mà cái người mà ký lệnh bắt Nguyễn Phương Hằng là ai thì Nguyễn Phương Hằng không dám điều tra, không dám bơi móc. Thì mọi người có nhớ cái vụ án của một cái cậu cảnh sát Lê Chí Thành không, cũng tố cáo trại giam Thủ Đức, đến cuối cùng thì sau một thời gian thì cậu ta cũng bị coi như là chịu tội trước pháp luật về những hành vi của mình. Thì ngày hôm nay thì Nguyễn Phương Hằng sau khi ra tù thì lại lên trên mạng ngông cuồng lên nhục mạ vu khống trại giam An Phước và hai vợ chồng trại giam giám thị trại giam An Phước là bà Nguyễn Thị Dung, vợ của giám thị trại giam là ông Phùng Văn Tuyến. Và những cái thái độ của Nguyễn Phương Hằng thì thách thức pháp luật, là nói là nếu như mà trại giam An Phước tố cáo á, thì sẽ tố cáo thêm nữa, nhiều nội dung nữa thì cho thối rùm luôn. Những dòng điều của Nguyễn Phương Hằng thì rất là ngông cuồng, rất là xem thường pháp luật, vì ỷ y mình có tiền che thân. Nhưng mà Đinh Lan nói rồi, người sẽ truy tố lại vụ án Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm sẽ là Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, giống như cái vụ án mà của Đinh Thị Chiên á, khi mà tòa hủy án, tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm thì trở lại một thời gian thì Viện Kiểm sát Nhân dân quận Gò Vấp đã truy tố lại vụ án và sẽ và lúc đó thêm một đồng phạm nữa, đó là Nguyễn Việt Anh kênh Chuyện Đời Thường. Thì như vậy tín hiệu như vậy rất là đáng mừng. Thì ngày hôm nay cho dù các kênh YouTube có lên bình luận về Nguyễn Phương Hằng đi chăng nữa, có nói nhiều đi chăng nữa, thì Đinh Lan khẳng định lại cho mọi người trong cái video clip này là Nguyễn Phương Hằng sẽ không bị bắt lại trong thời điểm này cho những cái vụ án, cho bốn tội danh là tội 117, tội chống phá nhà nước, tội 116 là tội gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tội 109 là tội đòi lật đổ chính quyền, và tội 156 là tội vu khống cho tổ chức cá nhân trại giam An Phước. Trại giam An Phước trực thuộc của Cục Quản lý Trại giam của Bộ Công an, cho nên việc mà tố cáo những cái
Nhưng cái gì mà Nguyễn Phương Hằng cho là sai phạm trong trại giam sẽ là một cái đòn rất là nguy hiểm nếu như mà việc hành vi này bôi nhọ tổ chức trại giam An Phước thì sẽ được làm rõ khi mà bắt Nguyễn Phương Hằng lại trong cái vụ án này. Tại vì khi một người có thể có nhiều hành vi, có nhiều vụ án ở các nơi thì Nguyễn Phương Hằng cho dù mà bị bắt lại đi chăng nữa trong cái vụ của Đinh Thị Lan dùng thủ đoạn đê hèn để tống Đinh Thị Lan vào tù, thì hồi hôm qua kênh Lang Thang Đường Phố đã lên trên mạng và nhục mạ Đinh Lan như thế này và nói về cái chuyện là tất cả những lá đơn của Đinh Lan bị vứt vào sọt rác, thì mọi người thấy rất là nhiều nha. Trước khi Đinh Lan mở cái clip mà của thằng Lang Thang Đường Phố nhục mạ Đinh Lan và chế nhạo Đinh Lan là tất cả những cái lá đơn bị vứt vào sọt rác, tôi không hề. Tại vì đối với một vụ án hình sự thì nó sẽ không có thời hạn, cho dù là mấy năm đi chăng nữa họ cũng vẫn lật lại vụ án. Khi người ta đủ yếu tố, đối với công an là vậy á, âm thầm người ta không làm gì hết, nhưng tất cả những chứng cứ người ta thu thập được thì tất cả những youtuber đã từng gây án với Đinh Thị Lan, thì ngày hôm nay thì cả nước thì mọi người biết rồi, không còn ai kiên trì cho vụ án Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm, chỉ còn một mình Đinh Thị Lan, cho nên tất cả tin tức đều tập trung lại chỗ Đinh Thị Lan thôi. Cho nên là những cái phiếu chuyển này nhìn tưởng là vô hình nhưng thực sự nó rất là quan trọng đối với vụ án Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm. Đinh Lan sẽ show cho mọi người xem từng cái văn bản mà Đinh Lan đã được nhận trong suốt khoảng thời gian qua. Của đầu tiên á, là của cái người quan trọng nhất trong cái vụ án này, có thể truy tố lại vụ án Nguyễn Phương Hằng. Tại vì vụ án đã được xét xử mà hủy bản án trả về thì người ta sẽ chỉ còn là điều tra lại chứ không khởi tố lại, mà là sẽ viện kiểm sát sẽ là đơn vị truy tố và hoàn tất cáo trạng để mà chuyển về cho tòa án. Cho nên đây văn bản đầu tiên của ông Nguyễn Nhật Nam, phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nha. Rồi, ngoài ra thì những cái vụ án như là YouTuber Hương Quảng Châu, rồi Lang Thang Đường Phố, rồi Thanh Huyền Vlog nằm trong văn bản này. Lúc đó thì ông Cù Huy Anh làm phó chánh văn phòng Công an Thành phố Hồ Chí Minh số 1050 BC gạch ngang văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đó là BC01 nha. Cơ quan cảnh sát điều tra nó ký hiệu là BC01, còn phòng tham mưu là ký hiệu là BV01. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 6 tháng 3 năm 2023 kính gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp. Ngày 1 tháng 3 năm 2023, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn tố cáo đề ngày 21 tháng 2 năm 2023 của ông bà Đinh Thị Lan, sinh năm 76, địa chỉ 140/22 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn đơn là công dân. Nội dung tố giác tội phạm ngày 21 tháng 2 năm 2023, Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp xét xử vụ án Vũ Văn Thịnh cố ý gây thương tích xảy ra tại trước nhà 140/19 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân là bà Đinh Thị Chiên, là chị của bà Lan, bị gây thương tích 20%. Tuy nhiên, các chủ kênh YouTube Hương Quảng Châu và Thanh Nguyên Vlog không rõ lai lịch cụ thể đã đưa hình ảnh của bà Lan và những thông tin không đúng về phiên tòa. Như chưa 21 tháng 2, Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp tuyên án Đinh Thị Lan thiếu nợ không trả, nên bà Lan đã làm đơn đề nghị hai YouTuber trên tố cáo về hành vi vu khống. Ngoài ra, bà Lan còn phản ánh phiên tòa vi phạm nghiêm trọng tố tụng, cơ quan điều tra không gửi kết luận điều tra cho người bị hại. Xét thấy tố giác về tội phạm không thuộc thẩm quyền giải quyết, căn cứ vào điều 36, điều 145, điều 146 Bộ luật tố tụng hình sự, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đơn tố giác về tội phạm kèm theo tài liệu có liên quan cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp để xem xét giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả giải quyết về văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi. Nơi nhận như trên, bà Đinh Thị Lan đại diện thay thông báo hồ sơ làm hai bản, ký thay chánh văn phòng, phó chánh văn phòng Trung tá Cù Huy Anh.
Hiện tại bây giờ thì Trung tá Cù Huy Anh đang làm phó trưởng công an quận Gò Vấp và là phụ trách chính trong cái vụ án này. Cho nên là Trung tá Cù Huy Anh thì rất là quý Đinh Lan từ cái hồi mà khi mà Trung tá Cù Huy Anh còn làm bên BC50, sau này thì đổi thành là BA05 là phòng an ninh mạng nha của công an thành phố Hồ Chí Minh, lúc đó nằm ở trên đường 3 tháng 2. Thì Trung tá Cù Huy Anh đã từng giúp cho Đinh Lan lấy lại số tiền khi Đinh Lan đầu tư tiền mua cái đồng Bitcoin vô trong cái hệ thống của Big Kingdom của thằng cầm đầu là Hồ Xuân Văn. Thì Trung tá Cù Huy Anh đã giúp đỡ rất là nhiệt tình, coi như là có luôn một cái họp luôn nha, họp chiến lược luôn trong cái phòng á, rồi các cái cũng như là trong cái đội đó, mọi người ngồi xung quanh cái bàn, thế là kêu Đinh Lan điện thoại dụ gọi cho thằng Hồ Xuân Văn ra, tại vì người muốn trốn được á thì trừ khi chui xuống đất thôi, chứ thật sự họ vẫn còn cầm sử dụng điện thoại thì bất cứ lúc nào cũng rà vị trí được hết. Thế là Trung tá của Huy Anh mới tư vấn cho Đinh Lan là gọi người đó dụ tới để cho cậu ta đến đây thì lúc đó xử lý được. Thì cuối cùng thì Đinh Lan, Trung tá của Huy Anh đã giúp đỡ Đinh Lan lấy lại được số tiền khi đầu tư vào cái mua bằng đồng Bitcoin của hệ thống của Big Kingdom. Thì sau này thì Hồ Xuân Văn cũng đã bị bắt khởi tố, mà không biết là cái vụ đó điều tra, tại vì nạn nhân trong cái vụ đó lên đến hàng trăm ngàn người đầu tư vô cái đồng tiền đó của hệ thống, chủ hệ thống lại là Hồ Xuân Văn, nhà ở bên quận 2. Thì sau này có khởi tố, có bắt Hồ Xuân Văn rồi nha. Còn số tiền thì Trung tá Cù Huy Anh đã giúp đỡ Đinh Lan lấy lại được số tiền đó. Cho nên là đối với Trung tá Cù Huy Anh hiện tại bây giờ làm phó trưởng công an quận Gò Vấp thì rất là quý Đinh Lan, không có lạ gì hết. Và tôi cũng đã viết cái bức thư cho sếp Cù, nói là bây giờ tất cả những cái phiếu chuyển mà sếp Cù đã chuyển về công an quận Gò Vấp á, thì bây giờ sếp Cù được cái thông tin là sếp Cù về làm phó trưởng công an quận Gò Vấp, thì xin hãy giúp tôi giải quyết. Thì mới có cái tình trạng là hôm trước công an thành phố Hồ Chí Minh, công an quận Gò Vấp đã gửi cho Đinh Thị Lan, cho Đinh Thị Chiên về thông tin là kết thúc vụ án hình điều tra, thì khởi tố thêm Nguyễn Việt Anh. Thì khi mà khởi tố thêm Nguyễn Việt Anh đó, thì tôi Đinh Thị Lan và chị tôi Đinh Thị Chiên đã gửi tiếp một cái bộ đơn nữa, đề nghị rằng phải trong cái vụ án của Đinh Thị Chiên và Đinh Thị Lan đó, thì tôi Đinh Thị Lan là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Và trong khi đó có một cái vụ án là trong cái ông đó nó có hai hành vi. Hành vi đầu tiên là chị của tôi bị đánh thương tật 20%, là chị là bị hại trong cái việc, trong cái tội danh cố ý gây thương tích. Còn tôi Đinh Thị Lan là bị hại trong cái tội danh là bị vu khống của những cái YouTuber như là Nguyễn Việt Anh kênh Chuyện Đời Thường, rồi Võ Minh Điền, rồi Trần Hoàng Ngoan, rồi Trần Đức Huân, rồi Nguyễn Tài Pháp, rất là nhiều. Cho nên là sau những cái đó thì lại có thêm những cái YouTuber tấn công tại nhà tôi như là Phạm Hoàng Khang kênh Lang Thang Đường Phố, rất là tục tiểu. Mà khi thông tin mà Thanh Huyền Vlog và Hương Quảng Châu thì cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp đang thụ lý là vì việc là không xác định được địa chỉ. Mọi người theo cái quy trình của pháp luật như thế này, khi tôi cư ngụ tại quận Gò Vấp thì đối tượng mà gây án cho tôi không xác định được địa chỉ, thì hai cái YouTuber đó sẽ được đẩy về nơi tôi cư trú, và từ nơi tôi cư trú đó thì sẽ phân ra. Cho nên là việc giải quyết những YouTuber trong vụ án Nguyễn Phương Hằng, thì vụ án Nguyễn Phương Hằng là công an thành phố Hồ Chí Minh làm, cho nên nó chỉ nhập nhằng hai YouTuber là Hương Quảng Châu và Thanh Huyền Vlog được chuyển về đây. Còn những cái vụ án tiếp theo là vụ án đánh Đinh Thị Chiên thương tật 20%, là đi tìm Đinh Thị Lan nhưng đánh nhầm Đinh Thị Chiên, cho nên á cái vụ án đó xảy ra quận Gò Vấp, thì xử ở Gò Vấp, nhưng những YouTuber tấn công Đinh Lan như là Phạm Hoàng Khang kênh Lang Thang Đường Phố, rồi Gia Cát Phong, rồi Estan TV, Đời Lưỡng Thứ tấn công, rồi Hương Quảng Châu tấn công trực tiếp tại nhà Đinh Lan, thì như vậy là hành vi này nếu như trong vụ án Nguyễn Phương Hằng thì trở lại những cái YouTuber này lại bị xử lý ở trên
Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thì Đinh Lan sẽ nộp đơn về Công an Thành phố Hồ Chí Minh, và từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh thấy là vụ này sẽ nhập về Công an quận Gò Vấp tại thường gì đó, từ Công an Thành phố các thứ hai đầu tuần thì chắc chắn sẽ có người đi về chỗ bên Công an quận Gò Vấp để làm việc cho cái vụ án, ví dụ như vụ án nào nó phức tạp và nó đang tới tiến hành đó, thì người ta cũng có một sự họp bàn cụ thể. Tại vì ông phó phòng tham mưu của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thăng Long nha, đã có một cái lời kêu gọi, lời cảnh báo đối với tất cả những YouTuber livestream nhục mạ vu khống người khác, là khi người dân phát hiện những cái đối tượng có cái hành vi vi phạm pháp luật thì kịp thời nộp đơn tố cáo tố giác tội phạm cho cơ quan chức năng. Thì ngày hôm nay cơ quan chức năng đầu tiên mà tôi gửi đơn đến đó là phòng tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi gửi đó thì người ta sẽ chuyển cái hồ sơ, nếu người ta giữ lại cái vụ án Nguyễn Phương Hằng, người ta giữ lại ở Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra tiếp tục, hay là chuyển về cho Công an quận Gò Vấp như cái phiếu chuyển của Trung tá Cù Hiên Anh, thì cái đó là về cái việc mà của công an sẽ là làm. Cho nên là trước đây thì ông Thái Thanh Xuân, trưởng Công an quận Gò Vấp hiện tại, làm trưởng phòng tham mưu của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên ngày hôm nay ông phó phòng ngày 7 tháng 11 năm 2024 đã lên trên, đã đăng, đã coi như là đã có một cái buổi là cảnh báo đối với các YouTuber. Thì Nguyễn, thì tất cả những YouTuber tiếp tục tấn công Đinh Lan sau ngày 7 tháng 11 năm 2024 thì Đinh Lan gửi về Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là hồi hôm qua có ba YouTuber là Chai Đồng Bằng phát sóng cho Phạm Hoàng Khang trên lang thang đường phố để mà lên trên mạng nhục mạ Đinh Lan nha. Nhục mạ Đinh Lan, nhưng mà trong cái clip này thì Phạm Hoàng Khang không có cái nội dung của vu khống, nhưng mà tất cả những cái tư liệu của những cái clip trước đây thì Phạm Hoàng Khang nói là Đinh Lan làm đĩ ăn cắp. Thì Phạm Hoàng Khang sinh năm 1994 là anh họ của Phạm Thanh Nguyên, sinh năm 1992, chủ kênh Thanh Nguyên Vlog. Mà trong cái tờ phiếu chuyển của công an của Trung tá Cù Hiên Anh lúc đó làm phó chánh văn phòng á, lại là không xác định được địa chỉ của Hương Quảng Châu và của Thanh Nguyên Vlog. Cho nên là tôi, Đinh Thị Lan đã cung cấp là Hương Quảng Châu tên thật là Đỗ Thị Hương, nhà ở Hưng Yên, chủ kênh Hương Quảng Châu. Và Hương Quảng Châu có rất là nhiều, hàng ngàn cái video clip vu khống nhục mạ chửi Đinh Lan, rồi đưa hình ảnh cha Đinh Lan, mẹ Đinh Lan lên trên mạng và nhục mạ chửi rất là nhiều, và chị gái của Đinh Lan lên nữa. Cho nên là đối tượng mà Hương Quảng Châu thì cực kỳ coi như là manh động, mà vì nó cuồng Nguyễn Phương Hằng. Và nó được một cái điều như thế này, nó hoàn toàn nó chửi một cách tục tiểu là Hương Quảng Châu. Chút xíu nó Đinh Lan mở cái đoạn mà hôm qua nó nói thôi, còn những cái clip cũ thì nó có đầy ở trên cái trang Lan Đinh này, cho nên là Đinh Lan cũng không có phải mở chi nhiều ha. Bây giờ Đinh Lan mở cái clip mà của Phạm Hoàng Khang. Sẵn sàng trong mọi tình huống, lỡ mưa giờ này cơ quan chức năng họ ập vào thì Lan cũng là gương mặt rất là đẹp.
không nên cổ xí cho những thông tin sai trái, cũng như là cổ xí cho những cái livestream độc hại. Thì Đinh Lan nó tuyên bố là ngày hôm nay Đinh Lan nó sẽ mở hàng nha. Đó, mở hàng nó gửi hai đơn đi rồi. Và trong hai đơn này là ai? Thì cô chú anh chị chúng ta cùng nghe Lan chia sẻ nha mọi người. Đây. Nó đi nộp đơn mà nó đi mở hàng, má ơi. Ghiền nó bị nghiện nộp đơn, chú chị hiểu không?
hở ra yêu cầu có một cái văn bản nào hay là cơ quan chức năng nào đó kêu gọi là người dân gọi là nộp những cái đơn hay là tố cáo tố giác gì đó, bắt đầu là nó xung phong liền, nó đầu tiên đó, lan là nó đầu tiên trong các đó luôn đó. Nhưng mà cái đơn giám đốc thẩm của nó tới đâu thì tôi không thấy nha, cái giám đốc thẩm của nó với bà Hằng tới đâu thì tôi không thấy, cô chú chị đến giờ không thấy nha, nó đi đâu mất tiêu rồi. Vô sọt rác nào rồi à, lan ơi. Chị đó hai cái youtuber đó là Sơn làm gì, nó nói rằng là những cái đơn mà Đinh Lan tố cáo thì bị vứt vô sọt rác rồi trong bộ giám đốc thẩm. Đinh Lan nói rồi, vụ giám đốc thẩm là 24 tháng 11 năm 2024 này mới có kết quả của giám đốc thẩm. Cho nên hành vi của Phạm Hoàng Khang trên lang thang đường phố trong vụ án Nguyễn Phương Hằng lần trước thì trong bản cáo trạng thì nói là rất là nhiều người không có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Là Phạm Hoàng Khang trên lang thang đường phố, ngủ lùng bánh mì là kênh bánh mì đây, rồi Nguyễn Việt Anh kênh chuyện đời thường, Võ Minh Điền, rồi Trúc Ngân Vlog trai đồng bằng. Thì ngày hôm nay sao? Tất cả những cái người đó, S-Tam TV tên là Nguyễn Văn Tăng, nhà ở Hà Giang nhưng mà bây giờ cư ngụ tại tỉnh Bình Dương. Rất là nhiều người, nhưng mà trong tất cả những cái danh sách mà đi Hà Nội 20 người thì có Phạm Hoàng Khang kênh lang thang đường phố, Phạm Thanh Nguyên kênh Thanh Nguyên Vlog. Khi mà cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh gửi về là không xác định địa chỉ của Phạm Thanh Nguyên, của kênh Thanh Nguyên Vlog, thì Đinh Lan đã gửi đơn trở lại cho công an thành phố Hồ Chí Minh và trở lại cung cấp địa chỉ cho công an quận Gò Vấp, là về việc rằng là Phạm Hoàng Khang chính là anh họ của Phạm Thanh Nguyên. Phạm Hoàng Khang ở Bạc Liêu, sinh năm 1994, quê quán Bạc Liêu, hiện cư ngụ tại một cái căn chung cư ở bên quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Còn Phạm Thanh Nguyên khi mà ở trên này cũng live stream trên cái căn nhà của Phạm Hoàng Khang. Thì Phạm Thanh Nguyên, chủ kênh Thanh Nguyên Vlog, là em họ nhưng mà lớn tuổi hơn Phạm Hoàng Khang 2 tuổi, sinh năm 1992, quê quán Cà Mau. Còn Phạm Hoàng Khang lại quê quán ở ở Bạc Liêu. Cho nên những thông tin này ở lý do tại sao Đinh Lan biết, thì ngày 29 tháng 12 năm 2021 khi xét xử trong vụ án Mai Xuân Cường mà Nguyễn Văn Hằng tố cáo Đinh Lan là chủ mưu cho Mai Xuân Cường bắt cóc bé Hoàng Hằng Thủ, thì toàn bộ hồ sơ của 35 cái kênh YouTube mà Đinh Lan tố cáo, công an Thủ Dầu Một đã nắm hết toàn bộ danh sách, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ cư ngụ của tất cả những YouTuber đó. Cho nên ngày hôm nay khi mà lên công an thành phố Hồ Chí Minh, chưa từng xét xử những YouTuber nào mà đi theo Nguyễn Phương Hằng, thì Nguyễn Phương Hằng trong vụ án của các YouTuber tấn công đánh Đinh Thị Lan để trả thù vì tố cáo Nguyễn Phương Hằng, thì có hành vi của cả hai vợ chồng Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng đã mua chuộc, dụ dỗ, thuê mướn những YouTuber này tấn công Đinh Thị Lan. Cho nên tất cả những sự chuyển này đối với công an, Đinh Lan nhắc lại một lần nữa, đó là đối với công an họ âm thầm họ làm, nhưng khi đụng chuyện họ sẽ lật lại vụ án. Và tất cả những chứng từ thu được trong thời điểm bản cáo trạng của vụ án Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm, thì Phạm Hoàng Khang trên lang thang đường phố, Đinh Lan mới mở ra là không có dấu hiệu hình sự, nhưng ngày hôm nay đã đủ cơ sở dấu hiệu hình sự. Cho nên tôi thì áp dụng đúng theo cái lời kêu gọi của ông Nguyễn Thăng Long, phó phòng tham mưu của công an thành phố Hồ Chí Minh, về việc rằng nộp đơn tố cáo. Và ngày trước đây nộp đơn tố cáo bị im lìm tại vì nó quá nhiều những cái thông tin. Ngày hôm nay cụ thể là 5 YouTuber, 1 YouTuber Huỳnh Giáp Ảnh, hôm qua Đinh Lan nói rồi, 2 Sơn Sàm TV. Mọi người bảo rằng là Sơn Sàm TV giờ nó ở Mỹ định cư Mỹ, không hề. Sơn Sàm TV đi Mỹ xong và trở về Việt Nam rồi nha, trở về Việt Nam rồi và vẫn ở trong xó nhà làm việc. Còn nếu như mà quay cái cảnh đường phố của Sơn Sàm quay là Sơn Sàm đã quay sẵn và lồng tiếng vô, lồng tiếng ngày mới trên cái cảnh cũ đã từng làm trên hệ thống phát mà công chiếu hoặc là live stream có cái chức năng đó. Cho nên là nó quay hết cái đường phố lúc mà nó đi bên Mỹ về nhà và lúc đó nó lồng cái tiếng của thời điểm hôm nay. Đó là một cái thủ thuật trong cái YouTube mà tất cả mọi người biết, cũng giống như là cũng như nghệ sĩ Chí Tài á, mất rồi, nhưng mà mình thấy ở trên
trên cái hài kịch đó trực tiếp chí tài, coi như là hài kịch chí tài. Cho nên là cái việc mà phát trực tiếp là trên cái sóng của mình livestream thì mình bấm trực tiếp ra trực tiếp thôi, cảnh cũ nhưng mà người mới. Cho nên Sơn Sàn TV vẫn đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn việc khởi tố Sơn Sàn TV sau này đi chăng nữa thì tôi chỉ làm đúng theo pháp luật Việt Nam. Còn không hề có cái chuyện mà tại thằng Phạm Hoàng Khang trên lang thang đường phố hồi nãy nói là Đinh Lan phải làm cái clip 5 phút thôi, không có dài, cho nên là những cái kem nó chảy xệ. Nè, đàn ông mà đi nhục mạ phụ nữ, mà nhất là những cái đứa mà vô học như là lang thang đường phố, tôi chỉ nói cái mới thôi nha, mới xảy ra hôm qua và hôm nay thôi, hôm kia và hôm qua thôi. Hôm nay Đinh Lan làm clip là Đinh Lan chưa có cập nhật, tới tối Đinh Lan mới cập nhật những cái youtuber tấn công trong ngày. Thì có 5 youtuber: 1. Huỳnh Giáp Ảnh, 2. Sơn Sàn TV, 3. Chai Đồng Bằng phát sóng cho cái kênh mà Phạm Hoàng Khang trên lang thang đường phố. Rồi Thanh Nguyên Vlog là em họ của Phạm Hoàng Khang và Hương Quảng Châu, tổng cộng có 5 nam và 1 nữ đã tấn công Đinh Lan. Thì Đinh Lan nộp đơn thôi, cho nên là bây giờ cứ cộng nha. Bây giờ mà chưa kịp nộp đơn kia thì lại tiếp tục thêm 3 youtuber nữa là Phạm Hoàng Khang trên lang thang đường phố, Chai Đồng Bằng và Hương Quảng Châu. Cho nên là hôm nay để thử cộng như thế nào, ok cho hết tuần này luôn, hết tuần này luôn. Thì thứ hai Đinh Lan sẽ nộp đơn bất cứ một youtuber nào tấn công Đinh Lan như trước đây, kể từ sau ngày 7 tháng 11 năm 2024, tôi sẽ nộp đơn theo đúng lời kêu gọi của ông Nguyễn Thăng Long, phó phòng tham mưu của công an thành phố Hồ Chí Minh, đã kêu gọi người dân khi phát hiện có dấu hiệu phạm tội thì nộp đơn tố cáo. Thì bây giờ Đinh Lan nói về cái việc mà Hương Quảng Châu và Thanh Nguyên Vlog là chuyển về cho công an quận Gò Vấp ha. Ngoài ra tất cả những cái phiếu chuyển đơn của trung tá Cù Huy Anh, 1, 2, 3, 4, bốn và trong đây 4 đơn nữa nè là 8, 9, 10 11 12 12 cái này. Và chung với cái tờ hồi nãy nữa là 13 phiếu chuyển. Toàn bộ nội dung là Hương Quảng Châu, lang thang đường phố, những youtuber, và điều tra, đề nghị điều tra lại hành vi có hay không việc mà Nguyễn Phương Hằng ngày 9 tháng 2 năm 2022 đã xúi dục, đã thuê mướn Nguyễn Việt Anh, Võ Minh Điền, Trần Hoàng Ngoan, Trần Đức Huân, Nguyễn Tài Phát, thuê những youtuber đó tới đánh Đinh Thị Lan để trả thù cho Nguyễn Phương Hằng, nhưng đánh nhầm chị tôi Đinh Thị Chiên thương tật 20%. Thì vụ án này nếu điều tra mà Nguyễn Phương Hằng lại là người thuê mướn những cái youtuber này, xúi dục những youtuber này, thì Nguyễn Phương Hằng lại thêm tội là đồng phạm trong vụ này nha. Thuê người ta, xúi dục người ta đi có hành vi vi phạm pháp luật thì Nguyễn Phương Hằng có phải dính trong cái vụ án của chị Đinh Thị Chiên hay không? Đinh Lan sẽ sâu ra từng cái văn bản để cho mọi người biết. Mỗi cái Đinh Lan dừng mấy giây để mọi người có thể chụp lại màn hình, gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp. Nguồn đơn từ BC02 chuyển theo phiếu chuyển số 1583 BC02 đội 1 ngày 26 tháng 4 năm 2023. Đinh Lan giải thích như thế này: khi Nguyễn Phương Hằng tố cáo Đinh Lan là tố cáo lần 1, tố cáo Đinh Lan là coi như là phạm tội danh mà 331 với Nguyễn Phương Hằng nha, vu khống làm nhục. Thì bên lúc đó là bên đội 8. Bên đội 8 thì cái một trung tá đã phát hành cái tờ giấy triệu tập Đinh Lan đến để mà làm việc theo cái đơn tố cáo của Nguyễn Phương Hằng. Thì bắt đầu tôi mới tức giận lên là thứ nhất, nếu như mà tờ giấy triệu tập mà bình thường như người khác
người ta sẽ không phát hiện ra. Nhưng tôi nhìn thấy cái tờ giấy triệu tập này, lúc đó thời điểm đó Nguyễn Phương Hằng chưa bị bắt, mà thời điểm đó là tôi Đinh Thị Lan phải lên công an tỉnh Bình Dương để cung cấp cái theo cái đơn tố cáo của công an, mà coi như là công an tỉnh Bình Dương tôi tố cáo Nguyễn Phương Hằng thì bên đó thụ lý. Thì lúc mà tháng 1, để coi, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp thì chuyển cái đơn nội dung bà Lan tố cáo Nguyễn Phương Hằng hai lần phạm tội vu khống và làm nhục bà Lan tại công an tỉnh Bình Dương và công an thành phố Hồ Chí Minh. Trong đơn, bà Lan nghi ngờ bà Hằng thuê nhóm người tấn công bà Lan, nhưng đã nhầm bà Đinh Thị Chiên, chị gái bà Lan, thương tật 20% vào ngày 9 tháng 2 năm 2022 tại 140/22 Lê Đức Thọ, phường 6 quận Gò Vấp. Bà Lan còn khiếu nại cơ quan công an quận Gò Vấp chỉ khởi tố một bị can, không xử lý các cá nhân khác đối với vụ cố ý gây thương tích nêu trên. Sau khi xem xét nội dung đơn, nhận thấy nội dung tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vu khống thông qua các livestream đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, điều tra, đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật. Do đó, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra chuyển các nội dung khiếu nại tố cáo liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 9 tháng 2 năm 2022 tại 140/22 Lê Đức Thọ, phường 6 quận Gò Vấp đến cơ quan công an quận Gò Vấp để tập hợp xử lý chung và thông báo kết quả về văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi. Đinh Lan gửi lại cho mọi người để chụp lại màn hình lần nữa. Tôi là người rất là nhớ những cái văn bản pháp luật mà các cơ quan gửi cho tôi, trả lời cho tôi. Chính vì tôi có một cái trí nhớ như vậy cho nên tôi mới phát hiện ra một điều rằng tội Nguyễn Phương Hằng thì nội dung Nguyễn Phương Hằng đã được coi như là vu khống thông qua các buổi livestream thì đã có phiên tòa xét xử, đã được chuyển qua bên tòa án. Nhưng còn cái nội dung mà bà Lan nghi ngờ, nè, Đinh Lan đọc lại nội dung. Bà Lan làm đơn tố cáo Nguyễn Phương Hằng đã hai lần phạm tội vu khống và làm nhục bà Lan tại công an tỉnh Bình Dương và công an thành phố Hồ Chí Minh. Trong đơn, bà Lan nghi ngờ bà Hằng thuê nhóm người tấn công bà Lan nhưng đã nhầm bà Đinh Thị Chiên, chị gái bà Lan, gây thương tích 20% ngày 9 tháng 2 năm 2022. Như vậy, đối với Nguyễn Phương Hằng, chưa điều tra cái hành vi là có hay không, Nguyễn Phương Hằng đã thuê đám YouTuber đó đánh Đinh Thị Lan trả thù nhưng đánh nhầm Đinh Thị Chiên. Vì trong tất cả các video clip ngày 9 tháng 2 năm 2022, tôi Đinh Thị Lan đã có đầy đủ những phát ngôn của Võ Minh Điền và cuộc điện thoại của bà Nguyễn Phương Hằng điện thoại cho Trần Hoàng Ngoan trong lúc livestream trên kênh Chuyện Đời Thường. Thì tại vì mấy đứa này nó có một cái động thái là nó khoe khoang, cho nên Trần Hoàng Ngoan, em họ của em kết nghĩa với Võ Minh Điền, ở chung nhà với Võ Minh Điền, đã mở loa và tôi nghe giọng đó thì khẳng định 99% đó là giọng của Nguyễn Phương Hằng đó. Cho nên bây giờ vào tiến hành điều tra lại cái vụ án mà đánh Đinh Thị Chiên thương tật 20% thì viện kiểm sát đã trả hồ sơ về cho công an quận Gò Vấp. Thì như vậy phải điều tra hành vi có hay không sự xúi dục của Nguyễn Phương Hằng xúi dục đánh YouTuber đánh Đinh Thị Lan nhưng đánh nhầm Đinh Thị Chiên thương tật 20%. Như vậy thì Nguyễn Phương Hằng có liên đới trách nhiệm trong cái vụ án này hay không thì đợi kết quả điều tra của công an quận Gò Vấp nha. Cái gì rồi tôi cũng làm đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật rồi. Tất cả tôi chỉ sâu ra ha, không đọc hết thời gian tại mất thời gian quá, nãy giờ 39 phút rồi nha. Đinh Lan cứ sâu ra vậy nè, ai chụp được thì chụp để làm một cái bằng chứng, là cũng là trung tá Phùng Huy Anh ha. Làm việc giấy tờ á rất là mệt. Phải kiên trì mọi người. Nếu mà Đinh Lan không kiên trì thì vụ án coi như là đi vào quên lãng và cái ác của cô Nguyễn Phương Hằng càng ngày càng lên ngôi. Nếu mà Đinh Lan không có quyết tâm đeo đuổi cái vụ án này á thì vụ án không biết nó sẽ như thế nào nha. Sự ngông cuồng của một người đàn bà có tiền che thân, giờ chẳng ai dám nhận cái tiền của Nguyễn Phương Hằng nữa rồi.
Bởi vì hỏi chút xíu là bà đi bà tố, bà đòi á, bà gom ghế về cho quý vị ngồi. Thấy ghê gớm không, đi gom ghế. Hồi nào giờ Nguyễn Phương Hằng á, bỏ tiền ra mua ghế cho ai á, thì giờ đi tìm người đó đòi. Đừng có để cho đất nước phải chìm vào một cái nạn mà nông cuồng như thế này, để cho các thế lực thù địch lại, cũng như hai vợ chồng Nguyễn Phương Hằng, Hoàng Duy Dũng á, muốn gây cuộc chiến tranh tâm lý để mà hòng làm muốn lật đổ chính quyền. Tại cái người muốn lật đổ chính quyền là Nguyễn Phương Hằng. Nguyễn Phương Hằng tuyên bố là đi kiện Việt Nam để đền hàng tỷ đô la Mỹ mà, kiện con mẹ này ha Nguyễn Phương Hằng. Mọi người nói Đinh Lan coi chừng cẩn thận, nó tống vô tù. Nó tống được, nó tống lâu rồi mọi người. Chẳng bao giờ nộp đơn tố cáo Đinh Lan hai lần rồi. Lần này thử mày nộp coi Nguyễn Phương Hằng. Đi nộp, tất cả mọi người dân đều được quyền tố cáo, tố giác tội phạm. Nhưng tố cáo đúng thì không sao, tố cáo sai người ta phản tố là mình phạm tội vu khống. Mà Nguyễn Phương Hằng sao? Hai lần rồi. Hai lần đã tố cáo sai rồi. Và tôi có hợp tác với cơ quan điều tra không? Có. Nè, phòng BC02, công an thành phố Hồ Chí Minh, phòng BA05 đến nhà tôi để làm việc, lấy tất cả những bằng chứng, những lời nói theo đơn tố cáo của Nguyễn Phương Hằng, thì tất cả những cái lời mà Nguyễn Phương Hằng tố cáo tôi là bịa đặt. Cho nên việc mà anh cắt ghép cái nội dung trong video clip nha, cắt cái đoạn nổi bật để anh tạo một cái kênh YouTube landing và anh nói cái đó là của tôi, thì BA05 đi theo bên cạnh, mang theo máy móc luôn, mở ra, hoàn toàn không hề tồn tại cái trang landing có những phát ngôn đó. Cho nên việc Nguyễn Phương Hằng ngày hôm nay đã gây án ra quá nhiều mà chưa giải quyết được, thì bây giờ phiên giám đốc thẩm 24 tháng 11 năm 2024 sẽ, nếu như hủy án thì sẽ coi như không phải truy tố lại. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đơn vị truy tố lại và đưa ra xét xử, thì Nguyễn Phương Hằng sẽ ngoan, sẽ không bao giờ dám lên mạng tấn công bất cứ một người nào nữa. Về khi mà Nguyễn Phương Hằng bị bắt lại rồi á, thì ở trong đó sẽ lôi hết những cái tội mà Nguyễn Phương Hằng đã gây ra. Thứ nhất, tội chống phá chính quyền Việt Nam, tội 117, giống như Thái Văn Lược, là đã đi tuyên truyền những thông tin sai lệch để làm gây mất lòng tin của nhân dân với đảng và nhà nước, rồi tạo ra cuộc chiến tranh tâm lý, rồi huy động rất là nhiều những YouTuber đến để đi tuyên truyền những thông tin sai lệch, xấu độc để hòng bôi nhọ lật đổ chính quyền Việt Nam. Thì Nguyễn Phương Hằng với Thái Văn Đường có khác nhau điều gì đâu, giống hệt nhau. Cho nên việc tội danh 117 sáng tác một cái ca khúc ai oán để nhục mạ, để vu khống cho các cái cơ quan hành pháp Việt Nam, thì Nguyễn Phương Hằng có phạm tội 117 không? Chắc chắn là có. Và về việc đi tuyên truyền những cái sai, những cái điều mà nói là trong trại giam đã ức hiếp và nhờ có những sai phạm đó của Nguyễn Phương Hằng là không có căn cứ. Một khi mà mình đã tố cáo một đơn vị trực thuộc Bộ Công an như vậy á, là Nguyễn Phương Hằng phạm tội rất là nhiều trong tội danh mà 117. Ngoài ra Nguyễn Phương Hằng lại tấn công ông thầy Minh Tuệ. Và bây giờ có để Lan mở nha. Bây giờ lại đẻ ra một cái việc nữa, đó là Hương Quảng Châu. Cái này hai anh em của Phạm Hồng Khang, Phạm Thanh Nguyên. Rồi công ty Thiên Định thuê ấy, kiện cô đẹp của mình ha, em muốn sợ quá đi.
Sợ ơi là sợ luôn. Trong khi ông là sư hoàng, sư hùng là người như nào mọi người đủ sợ nhá. Danh ca tuổi thanh xuân để làm gì mọi người biết không? Quay lưng để cắn lại tổ quốc. Xong cuối đời thì lại quay ra gọi là xin để được về nước các thứ ấy mọi người ơi. Đang mắt là sư quốc tế thì phải không mạnh là người mẹ cũng phải cho mọi người. Lấy con vợ hơn 20, ý là ông ý hơn vợ khoảng hơn 40 tuổi gì đấy mọi người. Là vừa rồi ý, sao là còn là trai con đẹp của mình gì cô mình xuống ha lâm vợ mình nên là gì là công danh trắng hết cả cái gì đây lại là ngôn từ rất là đẹp đẽ. Trời đất ơi, vài năm nữa xem nằm đấy xem vợ là mới có 20 mấy tuổi mà ông bây giờ khác gì ông cố nội đó đâu. Trời đất, nghe sợ hết cả gai ốc luôn mọi người. Xong bây giờ ông là sư hoàng sư hùng vì sao lý do gì lại có trong danh sách ưu ái của công ty Thiên Định Tuệ, công ty của Tuệ Tùng với mọi người, là được phép chia sẻ thông tin và hình ảnh đưa tin về liên quan về về đến với ông Minh Tuệ. Có những người khác mà đăng lên là sẽ bị kiện ngay trong sổ chưa mọi người ơi. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, một âm mưu lại tiếp tục gọi là lùa gà lùa bò lùa mấy cái mẹ sồn sồn mấy cả mấy cái bọn khát nước mọi người. Cái gì kiện bà hằng ư? Trời đất ơi, bà ấy kiện bà ấy phải tốn nhiều tiền lắm, phải thuê nhiều luật sư lắm, đủ tiền chưa đủ thì các chị này rồi mấy mấy mẹ sồn sồn lại mang tiền đến quyên góp. Trời đất ơi, lại rủ rỉnh rồi. Mới hôm qua hôm kia em trai của Tú Tuệ lên tuyên bố rằng sẽ không nhận tiền quyên góp các thứ nữa. Trời đất quỷ thần ơi, đúng là đi tu thì cứ đi tu thôi, còn nợ thì cũng có người khác mang tiền đến trả. Đây là lời của Minh Tuệ, Minh Tú nói nhá, chứ không phải Hương nói đâu ha mọi người ơi. Trời đất ơi, đáng sợ ha, lòng người cũng sợ luôn. Hello, xin chào chị em của thị chủ bác mình ạ. Chị đang cầm em ra lên clip. Trời đất ơi, clip hôm qua thì mặc cái quần sóc ngắn các thứ, đi ra đi vào để khoe dáng ra ba vòng chào hàng, mời hàng các mọi người. Trời đất quỷ thần thiên địa hội ơi, đúng không? Mãi phò còn đang xỉ ta cút á, lần đầu tiên mang các bạn trang điểm thì từ ngày mới phương ảnh thì phát tôi trang điểm để dẫn chứng. Sorry mọi người, thật sự con này nó bị ngáo chó, thật sự luôn mọi người. Trang điểm ta không bị kệ con mi mày liên quan gì vấn đề gọi là để dẫn chứng với cả gì biện chứng với cả quần què gì con phò hay tát này nữa. Trời đất ơi, toàn nói kiểu gì nó bị tâm thần có vấn đề rồi sao mọi người. Trời đất ơi, gần nơi áo cam quần quần này còn khoai lang canh. Trời đất ơi, thảm họa thời trang. Mày có làm gì đi nữa, mày có tự khen mày đẹp đi trong nơi trong mắt người khác, mày chỉ là một cái con phèn, một con phò, một con ăn quỵt rực nợ thôi, không hơn không kém gì đâu mà phải tự dắt vàng lên mặt như thế. Tự khen ai khen thì cái loại mày, ai fan gì của cái loại mày. Trời thật ơi, thật sự luôn mọi người, thật sự không biết diễn tả tả với con phò rách này như thế nào luôn mọi người. Cạn ngu, thật sự cạn ngu. Đấy không, những cái thông tin mà Đinh Lan hồi nãy đưa ra ha, là Phạm Thanh Nguyên và kênh Thanh Nguyên Vlog ở Hương Quảng Châu thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển về cho công an quận Gò Vấp vì không xác định được địa chỉ. Thì Đinh Lan đã cung cấp thông tin rồi, tất cả những số liên lạc, số tài khoản ngân hàng của ngân hàng quân đội và tên là Đỗ Thị Hương ở Hưng Yên, và địa chỉ của Phạm Hoàng Khang, Phạm Thanh Nguyên, kênh Thanh Nguyên Vlog, Đinh Lan cũng cung cấp cho công an quận Gò Vấp rồi, công an thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thì việc còn lại hai YouTuber mà này, Phạm Thanh Nguyên, kênh Thanh Nguyên Vlog và Hương Quảng Châu sẽ được công an quận Gò Vấp xử lý. Còn đối với Phạm Hoàng Khang, kênh Lan Thang thành phố, là công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý chung tất cả những YouTuber khác. Cho nên là hôm nay ngày 12 tháng 11 năm 2024 kết thúc cái clip này vào lúc 10:09. 10:09 ha. Phút cái này dài 49 phút mấy. Cho nên là tôi cập nhật tin tức cho đến chiều chủ nhật thì sáng thứ hai Đinh Lan nộp một cái tờ đơn mới. Hiện tại bây giờ sau ngày 7 tháng 11 sau cái lời kêu gọi của ông Nguyễn Thăng Long, Phó phòng tham mưu của công an thành phố Hồ Chí Minh, thì bây giờ hiện tại đã có 6 YouTuber tấn công Đinh Lan: 1. Huỳnh Giáp Ảnh, 2. Sân Sàn TV, 3. Chai Đồng Bằng phát cái clip của, 4. Phạm Hằng Khang kênh Lang Thang Đường Phố, 5. Phạm Thanh Nguyên kênh Thanh Nguyên Vlog, 6. Hương Quảng Châu tên là Đỗ Thị Hương nhà ở Hưng Yên. 6 YouTuber này bây giờ hôm nay, ngày mai, ngày mốt cho đến chủ nhật còn YouTuber nào tấn công vu khống làm nhục Đinh Lan nữa thì Đinh Lan lại cập nhật vào cái tên. Cho nên là
Đừng tưởng rằng Nguyễn Phương Hằng lấy tiền che thân. Nó lo thân nó chưa xong. Nhiều vụ án nó dính tới trong trường hợp này. Vụ đánh chị Đinh Thị Chiên thương tật 20% ngày 9 tháng 2 năm 2022 có hay không sự tham gia của Nguyễn Phương Hằng. Cho nên sẽ điều tra lại tất cả những video clip bằng chứng mà tôi Đinh Thị Lan đã lưu lại. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, 4 tội danh 117, 116, 109 và 156 đối với những cái buổi mà livestream vu khống cho tổ chức cá nhân của trại giam An Phước rồi sáng tác ca khúc, tất cả cái đó là chưa xử, chưa giải quyết, sẽ được giải quyết khi mà khởi tố Nguyễn Phương Hằng. Thì lúc đó cơ quan điều tra sẽ điều tra lại cái vụ án Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm. Các đồng phạm là các YouTuber chứ không phải các đồng phạm là những cái người như là Nhi Lê Hà Tân hay là Đặng Anh Quân. Tại vì tôi chưa từng tố cáo những cái nhân viên của Nguyễn Phương Hằng. Cho nên người ta, cơ quan cảnh sát điều tra của công an thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm mà khởi tố vụ án Nguyễn Phương Hằng đã đưa ba cái nhân viên là Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi và Đặng Anh Quân lên, bốn người đó vô để mà cho nó có thêm cái yếu tố đồng phạm, là coi như ok vụ án này cũng đã xét xử như vậy là bốn người, và bắt hai YouTuber của bên phía bên phản biện là Trần Văn Sĩ và Đặng Thị Hằng Ni. Cho nên là, nhưng mà chưa bắt bất cứ một YouTuber nào của bên phía Nguyễn Phương Hằng. Thì ngày hôm nay các YouTuber tấn công tiếp tục Đinh Lan nữa, thì Đinh Lan sẽ làm cái một cái tờ đơn mới gửi cho công an thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên cho đến giờ phút này thì tôi sẽ vẫn cập nhật từ đây cho đến ngày 20 tới ngày Chủ nhật, để sáng thứ hai tôi sẽ nộp cái đơn mới. Cho nên là tạm thời là tôi hôm nào có thông tin gì mới của những YouTuber, tôi sẽ lên tiến hành vấn đề bình luận để kể tội những YouTuber đó. Còn việc mà Hương Quảng Châu thì nó quen hổn, bữa nay là ít hổn đó, bữa nay là ít tục tiểu á, chứ nó chửi hàng ngày, nó đưa hình cha mẹ Đinh Lan, đưa hình Đinh Lan lên bình thường. Cho nên việc mà nói là ủng hộ cho Nguyễn Phương Hằng để tấn công Đinh Lan là xưa rồi. Tụi mày cũng chả có phải yêu thương gì Nguyễn Phương Hằng, tụi mày cũng chỉ vì tiền thôi, chỉ vì mấy cái đồng tiền mà YouTube mà bên những cái người mà khích cho tụi mày tấn công, gây rối trật tự an ninh chính trị quốc gia Việt Nam thôi. Thấy không? Đất nước thì càng ngày càng hòa nhập với thế giới, bộ mặt của đất nước mà cứ bị nguyên cái Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Y Dũng và đám YouTuber này gây náo loạn hơn 3 năm trời chưa được giải quyết. Thì thử hỏi, nếu như mà ngày hôm nay công an thành phố Hồ Chí Minh không triệt để xử lý dứt điểm những cái YouTuber như thế này thì xã hội sẽ làm sao? Và tôi tin chắc, tôi tin vào đảng và nhà nước, tôi tin vào tất cả những cái gì mà coi như là Việt Nam, đảng nhà nước đem lại cho người dân ấm no hạnh phúc. Thì những đối tượng mà gây một cái cuộc chiến tranh tâm lý như vợ chồng Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng, gây xáo trộn lòng dân, gây hoang mang dư luận, thu thập những cái YouTuber đầu đường xó chợ, thì bây giờ sẽ được xử lý dứt điểm trong kể từ ngày 7 tháng 11 năm 2024. Cho nên là cuộc chiến tranh tâm lý này nhắm vào ai? Nhắm vào chính phủ Việt Nam, nhắm vào đất nước Việt Nam của hai đối tượng, hai vợ chồng Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng. Chủ mưu là Huỳnh Uy Dũng mà cầm đầu lại là Nguyễn Phương Hằng, và người đi kêu gọi tất cả những YouTuber đó vào trong Đại Nam để mà đi tuyên truyền, giúp Nguyễn Phương Hằng tuyên truyền những cái thông tin sai lệch, tấn công người này người kia, chính là Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng. Cho nên hiện tại bên nhớ hôm sau khi hôm mà Nguyễn Phương Hằng thì không có, sau ngày 7 tháng 11 khi mà phòng BA03, phòng chính trị nội bộ của công an tỉnh Bình Dương vào tận trong khu du lịch Đại Nam để làm việc với Nguyễn Phương Hằng, thì dường như bà ta im bặt, không dám lên livestream xúc phạm, vu khống, tấn công bất cứ một người nào nữa, không tạo ra những cái việc mà những cái cuộc chiến mà tấn công người này, nhục mạ người kia. Tại vì Nguyễn Phương Hằng phạm tội gì? Vu khống và làm nhục người khác trên mạng. Thì lúc ở trên phiên tòa thì khóc lóc xin lỗi là bị cáo không biết là có cái luật an ninh mạng, cho nên bị cáo sống ở nước ngoài, mà chả có bao giờ mà sống ở nước ngoài. Khi mà đụng chuyện thì hai vợ chồng mới trốn qua bên Singapore thôi nha, đợi khi nào êm êm trở về. Nhưng đợt này
Mọi người đừng có nói là Nguyễn Phương Hằng bị cấm xuất nhập cảnh. Trời ơi trời, có giải đâu mà cấm. Nguyễn Phương Hằng sau khi cái án mà dưới 5 năm tù thì sẽ bị coi như là 2 năm chưa được xóa án tích. Nhưng mà trong trường hợp đặc biệt, người ta có thể xóa án tích trong vòng không có quá 1/3, không được thấp hơn 1/3, đó là 8 tháng. 8 tháng sau, sau khi ra tù thì 8 tháng sau mới được xóa án tích. Và người chưa được xóa án tích thì bây giờ cũng vẫn chưa được xuất cảnh. Huống chi là Nguyễn Phương Hằng lại gây ra rất là nhiều cái án sau khi mà ra tù, lại tiếp tục gây án, nó còn nặng nề hơn, nó còn trầm trọng hơn. Thì thử hỏi là mọi người bây giờ, cho dù các YouTuber nào đó có bình luận hay như thế nào đó, là bình luận chỉ là để nghe chơi thôi, để giải quyết một cái tâm lý cho cái khán giả xem kênh của mình biết được là ok, người đó sẽ bị như tội như vậy. Nhưng cái quan trọng nhất đó là án tại hồ sơ, quan trọng nhất là có người có đủ tư cách để mà tố cáo Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng và những YouTuber. Thì hiện tại bây giờ có 6 YouTuber thì Đinh Lan nhắc 6 YouTuber, còn những YouTuber đã từng tấn công Đinh Lan mà hôm nay chưa tấn công thì Đinh Lan sẽ cập nhật. Ví dụ như Estan TV, Đại Long An, Hồ Văn Thuận, rồi Đinh Hoàng Nhân, Gấp Việt, Kiệt Tuấn Đạt, Full Game Mobile, rồi Hương Quảng Châu thì có rồi, Hà Tích Quang TV, Lý Lắc Vlog, Gia Bin Entertainment, Thiện Đời Sống, Tiến Vlog, Hữu Thọ Channel, Đinh Hoàng Nhân rồi ha, Gia Cát Phong, Hùng Râu Super, Kim Ngân 1988, Huấn Bình Dương, Đời Lữ Thứ, Minh Chiến TV. Tất cả những YouTuber này đã từng tấn công Lan. Ngày hôm nay, Bánh Mì TV nữa, ngày hôm nay chưa có lên clip thì tội cũ vẫn để đó, đang đợi điều tra nha. Còn những cái người mà cố gắng mà tấn công Đinh Lan, cố gắng kiếm đề tài Đinh Lan khi cơ quan chức năng chưa sờ gãy, thì mọi người phải biết điều rằng là chỉ làm cho cái vụ án nó càng thêm, càng ngày nó càng trầm trọng hơn thôi. Chứ nếu bây giờ im, nếu như sau khi Nguyễn Phương Hằng ra tù mà im lặng, không nhắc gì đến tôi nữa, không tạo ra bất cứ scandal nào nữa, thì mới khó khăn cho phim giám đốc Thẩm. Còn ngày hôm nay khi ra tù, Nguyễn Phương Hằng đã gây án quá trời quá đất, làm trầm trọng lên, và các YouTuber vẫn tiếp tục những hành vi vi phạm pháp luật như tấn công tôi hồi hôm kia và hôm qua. Thì như vậy chỉ làm cho giúp ích được cho vụ án của Đinh Thị Lan ở Gò Vấp được đưa ra xét xử. Nếu như mà công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo đem cái đó chuyển về công an quận Gò Vấp nữa, thì lúc đó thì công an quận Gò Vấp sẽ là địa phương để khởi tố 35 YouTuber đã có những hành vi vi phạm pháp luật. Chứ thấy không, ngày xưa thằng Tiến Chuột TV đi chung với thằng Võ Minh Điền tới nhà Đinh Lan tấn công quá trời, nhưng sau này nó bật, nó im luôn, nó biến mất luôn, thì cũng chả ai nhắc gì tới nó. Đó, cũng giống như thằng Bánh Mì TV, ngày xưa cũng tấn công dữ dội, cái sau này im, cái sau này nó lại tấn công dần ngược trở lại. Thì bây giờ nếu như tấn công ngược trở lại á, nó lại càng đủ cái yếu tố để người ta làm việc. Thì ngày xưa thằng Trúc Ngân Vlog, rồi thằng Chay Đồng Bằng cũng tấn công Đinh Lan rất là dữ dội. Nhưng mà ngày nay á, thì nó chỉ quay trở lại vì nó tưởng Đinh Lan không tố cáo nó. Tôi tố cáo hết danh sách 20 người đi Hà Nội, tôi có đầy đủ những cái danh sách đó và những cái hình ảnh đó, thì chứng minh một điều rằng là tất cả những cái hành vi của Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng có thâu nạp, có thuê mướn, có dụ dỗ những YouTuber này để đi theo vợ chồng mình, tấn công người này theo mình, giúp mình đi tuyên truyền những thông tin sai lệch để vu khống, nhục mạ người ta, hòng uy hiếp tinh thần người ta, gây mất trật tự an ninh chính trị quốc gia Việt Nam. Tôi một lần nữa nói, tôi Đinh Thị Lan đã từng học lớp đối tượng đảng, nhưng mà sau này năm đó là tôi nghỉ tại báo Tiền Phong, tôi không vào đảng nữa. Thì năm 2001 thì khi ông cậu của tôi là cố tổng bí thư Lê Khả Phiêu xin nghỉ không có làm tổng bí thư nữa, và lúc đó thì tôi cũng ra ngoài làm ăn kinh tế, tôi không làm ở báo Tiền Phong và tôi không có học lớp đối tượng đảng. Nhưng bố tôi vẫn là một đảng viên
vẫn sinh hoạt đảng ở dưới dưới quê bố tôi gần 80 tuổi, thì với một cái truyền thống gia đình là cách mạng, bố tôi yêu đảng, ông cậu tôi lại là cố tổng bí thư của đất nước Việt Nam. Tôi là một người dân, tôi là cũng từng làm trong tòa soạn báo Tiền Phong phía Nam, cơ quan phía Nam ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đối diện chùa Vĩnh Nghiêm á, là cơ quan của phía Nam của báo Tiền Phong, trụ sở chính của báo Tiền Phong ở 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội. Thì tôi xin nghỉ ở báo Tiền Phong, tôi ra làm ăn kinh tế vì gia cảnh thì nó cũng tôi muốn ra ngoài làm ăn kinh tế để phát triển kinh tế, tôi không có vào trong cơ quan tổ chức nhà nước. Nhưng với tinh thần yêu đảng yêu nước thì tôi sẽ bảo vệ uy tín danh dự của đảng như bảo vệ con ngươi của mắt mình. Cho nên những đối tượng phản động chống phá chính quyền Việt Nam như vợ chồng Nguyễn Phương Hằng và Đi Dũng, tôi sẽ vạch trần những cái tội ác của Nguyễn Phương Hằng và Đi Dũng đem ra trước ánh sáng. Cho dù tôi có phải hy sinh tính mạng của tôi chấp nhận hy sinh vì đất nước. Vì sao? Đừng có nói con Nguyễn Phương Hằng, đừng có nói là mày hy sinh cho người dân, mày chả có hy sinh cho người dân gì cả, mày hổn, mày mất dạy, cho nên mày mới bị đi tù ha Nguyễn Phương Hằng. Chứ chẳng có ai mà mày đi hy sinh cho người dân, tranh đấu cho người dân mà người ta đưa vào mày vào trại giam cả. Mày đừng có giọng điều xuyên tạc đó, mày đừng có bôi nhọ chính quyền Việt Nam. Còn mày chả đem lại vợ chồng mày, chả đem lại cái kinh tế gì cho Việt Nam này cả. Mà Việt Nam này, tỉnh Bình Dương, một mình mày đã sở hữu tới 10% quỹ đất của tỉnh, là hơn 12.000 hecta. Còn khu du lịch Đại Nam từ năm 1999 cho đến giờ này chưa đóng một đồng nào tiền thuế thuê đất. Đất khu công nghiệp thì được có cái thời hạn thuê 50 năm, nhưng đất khu du lịch là vĩnh viễn. Thì mày nói là anh Dũng cho em khu du lịch Đại Nam của gì, của Huỳnh Đi Dũng mà cho hả? Của gì Huỳnh Đi Dũng mà cho mày làm ăn phát triển khu du lịch để đem lại cái nguồn kinh tế cho địa phương. Nhưng 450 hecta đó Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Y Dũng không đóng một xu nào tiền thuê. Bây giờ xây một biệt thự cũ rộng 2 hecta ở trong khu du lịch Đài Nam làm chỗ ở cá nhân là vi phạm theo cái quy định của đất thuê làm khu du lịch. Chỉ xây dựng resort nghỉ dưỡng lưu trú có thu tiền để đem cái đó nộp cho thuế cho nhà nước, thì khu du lịch Đại Nam có nộp được cái gì không? Bữa nào cũng báo lỗ, năm nào cũng báo lỗ, từ ngày đi tới bây giờ không có một đồng lãi nào. Cuối cùng giờ giữ một khu đất 450 hecta thay vì người ta để cái đất đó giao cho một đơn vị khác nó làm ăn phát triển, đem lại cái nguồn thu cho tỉnh Bình Dương, nó còn tốt hơn là đưa cho vợ chồng Dũng Hằng tạo thành một cái ổ phản động chống phá chính quyền Việt Nam, đưa ra những cái ngôn từ tục tiểu mất dạy. Cả hai vợ chồng đều trả thù đất nước, đều trả ơn cho đất nước bằng những việc làm vô đạo đức. Những sự việc đều đi tới đâu bôi nhọ tới đó, đi tới trại giam cũng bôi nhọ trại giam, đi tới cái quỹ của những cái quỹ ở trong bệnh viện lại đi bôi nhọ người ta, rồi ủng hộ cho quỹ hằng hữu. Thì trong danh sách của cái quỹ hằng hữu đó, tôi là chụp hết tất cả hồ sơ của cái quỹ hằng hữu, còn là những thông tin sai lệch. Ví dụ như một bé đổi thành nhiều tên, rồi có bé lại sinh năm 2017 mà ngày nhập viện năm 2016, rồi quỹ mổ tim cho trẻ em mà lại có người già mổ tim trong đó. Do vậy tất cả những thông tin trong quỹ hằng hữu cần phải điều tra thanh tra toàn diện lại quỹ hằng hữu, chứ không phải dùng chữ quỹ hằng hữu để làm những cái việc làm sai trái không minh bạch. Tại nghị định 93 của chính phủ quy định khi anh thành lập quỹ là anh phải có một cái sự rành mạch, kê khai tài chính rành mạch, trang web rõ ràng để cho tất cả mọi người đều kiểm tra, không phải nói là tiền của mình có thể mình muốn cho ai đó mình cho, mình chừng nào tiền của túi riêng Nguyễn Phương Hằng cho thì không cần kê khai. Đằng này tiền của quỹ hằng hữu đưa ra đều phải kê khai, tại vì khi mà anh đập cho từ thiện thì anh được khấu trừ lại chi phí quản lý doanh nghiệp. Như vậy thì anh đang lách thuế, thay vì anh phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp thì anh nộp vô trong quỹ, để ngược trở lại là anh không có cho đồng nào từ thiện cả, mà anh dùng cái quỹ từ thiện đó để anh làm hợp thức hóa cho những khoản tiền khác.
Còn việc làm có một kê lên 1.000, chưa có một đơn vị nào kiểm tra là bây giờ Nguyễn Phương Hằng làm như vậy là bao nhiêu tiền ha. Trên thống kê của báo Dân Chí đưa lên, Dân Việt đưa lên là bao nhiêu năm thì được có 68 tỷ mấy, đến cuối cùng nó nói là mấy ngàn tỷ mổ tiêm cho trẻ em. Mà trong khi đó Bệnh viện Di Đồng 2 trả lời là mỗi một ca Quỹ Hằng Hữu chỉ hỗ trợ 20 triệu đồng nha. Còn khi đi về tới cái Quỹ Hằng Hữu rồi thì lại kê khai lên là tôi cho hàng ngàn tỷ vô trong cái quỹ trẻ em, hàng ngàn tỷ, 1.500 tỷ. Cho nên là những thông tin của Nguyễn Phương Hằng nói trên mạng chỉ không một cái mục đích là tạo một cái vỏ bọc giàu sang để mà đi lừa bịp thiên hạ nha, để cho chạy cho mình một cái mưu đồ gì đó đối với chính quyền Việt Nam. Nếu như sau vụ án Nguyễn Phương Hằng này, nếu mà xét xử mà hủy án sơ thẩm thì không nói làm gì, nếu không hủy bản án của Nguyễn Phương Hằng thì tôi được quyền nộp đơn lên tại vì cái Zalo nó có trong cái laptop á, cho nên nó bị thôi. Đinh Lan cúp máy để Đinh Lan nghe điện thoại nha. Ok, chào mọi người, bây giờ 10:26 thứ ba ngày 12 tháng 11. Rồi, Đinh Lan chào mọi người nhé.